Tử vi tuổi Bất Sửu 1985 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Giá Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Giá Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bản mệnh người tuổi Bất Sửu năm nay phạm phải thái tuế, nên từ đầu năm đến giờ gặp không ít khó khăn, trắc trở. Nhưng quý vị đừng lo lắng, những người tuổi Bất Sửu sẽ đổi đời trong tháng 7 âm lịch. Là một trong những con giáp may mắn, được thần tài chiếu cố ban lộc, người tuổi Bất Sửu vững vàng vượt qua tháng cô hồn đầy ma quỷ và âm binh này để đi đến thành công và hạnh phúc. Như quý vị đã biết, tháng 7 âm lịch theo dân gian là tháng cô hồn, là tháng mà âm hồn, xạ quỷ hoành hành ở dân gian, mang đến cho người sống không biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và lo lắng. Ấy vậy mà, với gia chủ tuổi Bất Sửu, họ lại là con giáp được lộc trời ban vượt qua tháng cô hồn một cách nhẹ tựa lông hồng, khiến cho biết bao nhiêu người phải nể phục và cũng không ít kẻ ghen ghét đố kỵ. Để tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến sự may mắn này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi bài phân tích, luận giải về cát hung vận hạn của những người tuổi Bất Sửu ngay sau đây. Xin mời mọi người hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là phần luận giải về tử vi của tuổi Bất Sửu trong tháng 7 âm lịch năm 2021, tức tháng Bình Thân năm 2021 Tân Sửu. Người tuổi Bất Sửu 1985, mệnh Hải Trung Kim, tính cách sôi nổi nhiệt tình, cuộc sống của họ cũng luôn bận rộn với rất nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người quý mến, giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc. Tuổi trung niên, mọi thứ đều ổn định, từ sự nghiệp tới gia đình đều không có gì phải lo lắng nhiều. Người này có tuổi già an nhàn, hưởng phúc lộc trời ban. Trong vận mệnh người tuổi Bất Sửu, có thể một đôi lần nhầm lẫn, gặp phải tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới nên đặc biệt cẩn trọng. Nam giới nên tránh xa kết thân với phụ nữ đã có gia đình. Nữ giới cũng không nên bầu bạn với đàn ông có vợ để không vướng phải nguy cơ trở thành người thứ ba. Bất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, bị ít sai lầm. Đặc tính của can Ất là mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề, nên sống và có tinh thần trách nhiệm, cách mạng cao độ. Và thường chậm chạp, nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống. Ưu điểm của người tuổi Bất Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình dù được nhiều người có kinh nghiệm nhắc nhở. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2021 cho người tuổi Bất Sửu sinh năm 1985, tháng này không tốt trên nhiều khía cạnh. Áp lực từ công việc khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi. Những người từng ganh ghét đố kỵ với mệnh chủ tháng này sẽ lợi dụng những sơ hở trong công việc để đấu tố sau lưng, cần cẩn trọng, tiểu nhân. Thu nhập sẽ ít hơn tháng trước nhưng không đáng là bao nhiêu. Mệnh chủ cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và các mối quan hệ xã giao. Đó là tiền đề cho sự phát triển sau này. Ất âm mộc gặp bính dương hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ tuổi Bất Sửu, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi mệnh chủ ở phía trước. Đặc biệt trong năm 2021, người tuổi Bất Sửu nằm trong bộ tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm thái tuế đều sẽ gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bất Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, mang trong ví để có thể hóa giải vận hạn, gặp được điều may mắn, mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Bất Sửu. Vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình,
kênh Phong Thủy Sa Cát sẽ chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Sự nghiệp của những người tuổi Tân Sửu không khởi sắc trong tháng 7 âm lịch. Mệnh chủ có thể bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, khiến mệnh chủ khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi năm 2021, tháng 7 âm lịch, đường công danh, sự nghiệp của những người tuổi Tân Sửu không được thuận lợi. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình, hết thấy khó khăn là dễ lùi bước nên không đi được đến bước cuối cùng. Bản mệnh thiếu sự kiên trì, quyết tâm khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những người tuổi Tân Sửu cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Chớ nên đưa ra bất kỳ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thì Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1985, để vật phẩm mà lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Mệnh chủ có thể phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới, tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Phần tài lộc của những người tuổi Tân Sửu không khởi sắc trong tháng 7 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Những người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp mệnh chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Những người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Đặc biệt, để kích vượng vận tài lộc trong thời điểm này, người tuổi Tân Sửu cần sử dụng pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi hung tinh, vận hạn, kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho mệnh chủ. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 7 âm lịch này, phương diện tình cảm của những người tuổi Tân Sửu có nhiều biến động. Cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Tân Sửu đã kết hôn có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra tranh cãi. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng dì mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần bao dung lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ những sao xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù mệnh chủ có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho những người tuổi Tân Sửu sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên những người tuổi Tân Sửu hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải những xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Thứ tư, về mặt sức khỏe, tử vi tháng 7 cho rằng có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu những người tuổi Tân Sửu không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, mệnh chủ không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung sẽ bị giảm sút, bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng.
Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, mệnh chủ cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ Ất Sửu sinh năm 1985. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để những người tuổi Ất Sửu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi video. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân, Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý, Thìn Thành, Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với những người tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 8 tháng 7, từ ngày 15 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Ất Mùi. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 7, từ ngày 27 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Đinh Mùi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có một số ngày cát lành để những người tuổi Ất Sửu tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình, mệnh chủ đều có sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Mậu Tý, Nạp Âm, Phích Lịch Hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 7, từ ngày 20 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Canh Tý, Nạp Âm, Bích Thượng Thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 7, từ ngày mùng 1 tháng 9 dương lịch, Nạp Giáp, Nhâm Tý, Nạp Âm, Tang Trá Mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của những người tuổi Ất Sửu trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.